vị, trong mỗi một chương trình Mặt Trời Bé Con, chúng tôi luôn luôn mời các cháu bé ở độ tuổi từ 3 đến 13 tuổi. Có rất nhiều các cháu lớn nhỏ khác nhau. Bây giờ sẽ là một Mặt Trời Bé Con bé xíu thôi. Cháu mới 5 tuổi, sinh năm 2012 và đến với chúng ta từ Vĩnh Phúc. Xin trân trọng giới thiệu bé Quang Bình. Năm nay con 5 tuổi đúng không? Không, cháu vẫn 4 tuổi, cháu sắp 5 tuổi rồi ạ. Ồ, sắp 5 tuổi, đính chính ngay lập tức. Vâng, ở nhà con cũng nói bé thế này à? Không ạ. Thế sao bây giờ nói bé thế? Tại vì cháu bé mà. Tôi lại bị phê bình nhẹ rồi, nhắc nhở nhẹ rồi, hỏi những câu rất là vớ vẩn. Cháu bé thì cháu nói bé thôi, đúng không? Cháu đang nhìn gì đấy? Có đèn ạ. Có gì? Đèn. Đèn, có đèn. Có cả cái chữ Quang Bình đấy kìa. Ở trên cái màn hình kia có cả chữ Quang Bình là tên của cháu đấy. Cháu biết không? Cháu chưa biết đọc đúng không? Quang mờ quang mờ bi nhờ bênh mờ bình. Đánh chồng ngay. Cháu biết tiếng Anh rồi. Cháu biết tiếng Anh rồi. Thế bây giờ ví dụ như là cháu chào khán giả dưới này bằng tiếng Anh thì như thế nào? Hello everybody. Tôi yêu bố mẹ tôi. I love my daddy and mommy. Có vẻ như là không có cái gì khó đối với cháu à? Cháu biết tất rồi. Tôi lại muốn hỏi bố mẹ cháu Quang Bình xem là cháu nó nói tiếng Anh từ năm bao nhiêu tuổi anh? Dạ. 3 tuổi ạ. À 3 tuổi. 3 tuổi đã biết nói rồi. 3 tuổi biết nói thì ai là người dạy cháu đầu tiên? Cháu tự học. Cháu tự học á? Cháu tự học ở đâu? Tự học ở trong máy tính iPad. À cháu bật iPad lên xong cháu tự học ở trên đấy. Vâng. Là cháu phải học chỉ có dạy bố mẹ. Cháu học để dạy bố mẹ đúng không? Sao? Cháu định đi đâu đây? Cháu đi đâu? Cháu chỉ đứng thế này. Không thích ngồi à? Thích đứng à? Không phải, có nghĩa cháu đứng cho nó khỏe. Đứng cho nó khỏe. Bác tò mò này, cháu học tiếng Anh lâu như thế đúng không? Cháu tất nhiên chắc là cháu chưa sang Anh rồi, nhưng cháu có biết nước Anh là nằm ở đâu? Nước Anh nằm ở châu Âu. Nằm ở châu Âu. Thế Việt Nam mình là nằm ở đâu? Việt Nam nằm ở châu Á. Wow. Cháu có biết cờ Việt Nam không? Lá cờ Việt Nam tiếng Anh là Việt Nam. Cháu có biết nhiều nhiều cờ không? Nhiều. Cháu thủ sao hay là thủ từ 47 cái nước. Cháu biết á? Thật không? Mình thử nhá. Chúng ta sẽ thử xem là cháu nhận ra lá cờ của những đất nước nào. Ví dụ như cá nhân tôi chẳng hạn, tôi không dám tự tin là mình biết cờ của quá 30 nước. Bây giờ thì chúng ta sẽ để cho cháu biểu diễn cái khả năng của cháu, được không ạ? Chúng ta sẽ kiểm chứng. Cháu sẽ ngồi đây, được không? Chúng ta sẽ thử xem những gì mà Quang Bình vừa nói với chúng ta đúng đến đâu. Cháu cứ ngồi trên đấy đi. Ngồi nhá để bác đỡ cháu lên. Nào. Rồi, cháu ngồi im nhá. Ngồi im để mình nhìn đằng trước. Và cháu sẽ nói cờ của nước nào. North Korea. Chúng ta sẽ xem lá cờ tiếp theo. Jordan. Vâng. Tiếp theo. Iraq.
Đi ra. Châu khác được không? Nhá, thử xem châu khác không phải châu Á xem nào. Albania. Albania. Tiếp theo. Austria. Rồi. Đây là một cái câu rất là khó này. Georgia này, một quốc gia được thành lập về sau này chứ không phải từ ngày xưa đúng không? Mà cháu cũng đã nhận ra. Slovakia. Bây giờ chúng ta lại tiếp tục sang những nước tiếp theo nào. Marshall Island. Ôi, cờ này thì tôi chịu, nhiều người chịu, tôi tin chắc là như vậy. Đó. Tiếp theo. New Zealand. Những lá cờ rất lạ và Quang Bình nhớ được tất cả. Tonga. Chính xác. Cuba. 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 Yeah. Rồi. Dominican Republic. El Salvador. Oh, El Salvador. Đây là gì? Panama. 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 Bây giờ thì thế này đi, đây là trong. Cái gì ạ? Algeria. Đây là châu khó lắm đấy. Oh, Algeria. Cháu biết là châu gì không? Đây là châu cực kỳ khó. Đây là châu. Châu Phi. Châu Phi là châu rất khó. Nó rất ở xa chúng ta. Rất ít người đến được các quốc gia. Châu Phi là nóng nhất thế giới. Đúng rồi, chính xác rồi. Châu Phi nóng nhất thế giới, đúng rồi. Rồi, chúng ta sẽ xem tiếp những lá cờ châu Phi. Angola. 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 Botswana. Burkina Faso. Burundi. Cameroon. Kiefer. Djibouti. Egypt. Ethiopia. Gabon. Ghana. Kenya. Lesotho. Liberia. Madagascar. Mauritania. Morocco. Zambia. Làm sao cháu có thể biết nhiều đến như thế? Tại vì cháu học. Cháu học nhưng mà bác cũng học nhưng mà bác không thể nào bác nhớ được. Thưa quý vị, 5 tuổi, bé Quang Bình đến chúng ta từ Vĩnh Phúc, hàng chục đất nước. Với cái tên nước thì nó cũng là chuyện bình thường, tôi nghĩ là như thế. Nhưng mà cái lá cờ của các quốc gia ấy, thì thật là khó nhớ. Mà Quang Bình nhớ rất nhiều. Cái lời khuyên của Quang Bình với cá nhân tôi và với nhiều người đang xem chương trình này, phải học thì mới biết. Cảm ơn Quang Bình, cháu thật là đáng yêu. Và cháu, chúng ta sẽ, bác sẽ bế cháu vào trong. Và cháu sẽ vẫy tay chào khán giả. Chúng tôi vẫn tiếp tục tuyển chọn các cháu bé tài năng dễ thương để xuất hiện trên sân khấu của Mặt Trời Bé Con. Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy truy cập vào fanpage chính thức của chương trình facebook.com/littlebigshotvietnam. Thưa quý vị, một lần nữa chúng ta xin cảm ơn tất cả những mặt trời bé con đã xuất hiện trong chương trình hôm nay, đã đem đến cho tất cả.
cả chúng ta những giây phút thật là tuyệt vời. Thời lượng phát sóng của chương trình tuần này của chúng tôi đến đây đã kết thúc và chúng ta sẽ chia tay các cô bé, cậu bé thật là đáng yêu của chúng ta. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này tuần sau vào tối thứ bảy 20 giờ trên kênh VTV3 của Đài Truyền hình Việt Nam. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.